dùng sữa à? Ngon chết. Con lấy sữa cho TiTi uống à? TiTi với gấu ăn cà chua không? Không á. Thế mẹ cắt cho TiTi nhá. Cho con. Không ăn á. Thế mẹ cho đi này. Đi ăn nào. Cầm lại con. Chưa nấu. Không ăn à? Dạ. Ngon mà. Nào con lấy tay ra nào. Con lấy tay ra đi. Thì cho người co. Mẹ bóc mấy cái bộ bên ngoài ra. Nào lấy tay ra này. Cái kia lấy tay ra này. Châu. Gấu, con chạy lên kia con lấy cho mẹ cái hộp để mẹ bỏ cái rác này, cái rau bẩn này. Đi con lấy cho mẹ đi, mẹ để ở trên bàn kìa. Ngồi yên đi ông mẹ cầm dao cũng nhảy lăng xăng vào đứt tay đấy. Đó, giờ con với TiTi ở trên đây cất sữa cho mẹ nhé. Mẹ đem cái này xuống mẹ rửa đi rồi mẹ ra mẹ xem con chó sao nó kêu nhiều đến nhá. Mẹ con cất hết sữa đây lên mẹ cho mẹ đi. TiTi cất sữa với chị đi.